Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải vòng số 13 vi lombic lớp 8. Bài thi số 1. Tăng dần. Loại toán này thì xương rồi, khó rồi. Em chuẩn bị sẵn cái bảng này ha. Rồi, 3 phần 5 là 0,6. Mình phóng to này lên. Để bấm máy rồi. Trừ 0,58 đây là 1,33 này, một cái x bằng 0 và một cái x bằng trừ 4/3, tức là trừ 1,33. Này thì y sẽ bằng 4,6. Này tao bấm máy. Vậy là 5. Một x bằng 5 và một x bằng -6, tao lấy x dương. Này bấm máy luôn. Cái giải là hai bài toán con, ta chọn x lớn nhất là bằng 7. Bài này x phần y bằng 8, và x là 8 phần y là 1 phần, vậy là x trừ y là 7 phần. 7 phần bằng 14, vậy mỗi phần bằng 2. Rồi, vậy x sẽ bằng 16, còn y sẽ bằng 2. Nghĩa lúc đó 2 nhân y là 2 nhân 2. Rồi, y trừ 2x. Y trừ 2x sẽ bằng 2 trừ 2 nhân 16 là bằng -30. -30. Cuối cùng là
trừ 10,8 cho dễ bạn, để dễ bạn. Như cái này là nhỏ nhất, nhỏ nhất đây. Ồ, cẩn thận. Sai à? Sai chỗ nào rồi? Đây này là lớn nhất, à, nhỏ nhất nè. Rồi mới tới cái này. Rồi mới tới cái này. Tới này. Vậy mấy số âm ta bỏ hết nè. Rồi vẫn còn trên này kìa. Bây giờ tới 0,4, 0,6, 1,3, 5 và 7. Xong. Giá trị của biểu thức này lúc x bằng 1025. Cái này mới tính thôi. Vậy là 101.000. Đây kìa. Thương của phép chia này sẽ là x cộng 1. X cộng 1 bình chia x cộng 1 hả? Như cái đề này dễ. Cho tam giác ABC vuông ở A. M là trung điểm BC. Các em vẽ hình của nhé. Kẻ ME vuông góc AB. Kẻ MF vuông góc AC. Vậy ta có ngay hình chữ nhật AEMF ha. AB bằng 6, AC bằng 8, vậy theo Pythagore BC sẽ bằng 10. Lúc đó diện tích của tứ giác AEMF. Vậy các em thấy những cái đường trung bình đó, nó sẽ chia đôi là AE bằng 3, AF bằng 4, vậy 3 x 4 là 12. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này thì mình mới tính 1. Chỉ nhỏ nhất là bằng 10, đạt được khi x bằng 2. Có tất cả bao nhiêu cặp đa giác đều thỏa mãn tỷ số giữa số đo các góc của hai đa giác là 2/3. Một cái đề lạ.
Các em cần nhớ công thức tính góc, số đo một góc của đa giác đều là lấy n trừ 2 nhân 180 độ chia cho n. Vậy bài toán này ta đưa về giải phương trình nghiệm nguyên với anh nhé. Bài này sẽ đưa về giải phương trình nghiệm nguyên. Góc của đa giác đều là n trừ 2 nhân 1.8 chia lại cho n. Giải phương trình nghiệm nguyên.
Rồi sau khi giải phương trình nguyên lý không thì sẽ có ba cặp kia. Bài thi số 3. Rồi, ta rút gọn thôi. Đánh nháp là làm. X bình cộng 2x là bình cộng 1, x cộng 1 tất cả bình. Tử là x cộng 1 tất cả bình. Lấy cái này. Rồi. Ta thực hiện tính toán thôi. Trên 3 thì hết. Điều kiện xác định là x khác cộng trừ 3 phần 2. Nhân vô. Cái đuôi phải là âm 15 và cái đầu phải là 12x bình, chỗ 12x mũ 3. Ba đáp án này thôi thì cái tính ở giữa nó 18x bình trừ 10x. Đây đáp án này các em mới đúng này. Câu hỏi dễ quá rồi. Tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH khẳng định là sai. Cái này đúng nè. AH nhân BC là ra diện tích tam giác nhân đôi. Còn AB nhân CH thì không thể bằng được. Đúng không? Này sai nè các em. Bài toán này quá kinh điển rồi. Đó là hình bình hành. Rồi, ta đi từng theo từng cặp. Ta đi theo từng cặp kìa. Cái này sẽ bằng là 39. Còn cái này sẽ bằng là 35. Cứ như vậy cho tới 1. Vậy giải cách đều kìa. 1 cộng 5 cộng vân vân cho tới 39. Để ta tính số phần tử nha. 39 trừ 1 chia khoảng cách. Xin lỗi nha, hai cái này cái cuối cùng này là bằng 3 cái. 3. Nên bằng 3 nè. 2 bình trừ 1 bình là 3. Vậy là 39 trừ 3 chia khoảng cách là 4 cộng 1 là 10. Rồi lấy đầu cộng cuối nhân cho số phần tử chia đôi 210. Giá trị được thức này khi x thỏa mãn thức này, tức là x trừ 3 bình bằng 0, vậy x sẽ bằng 3 đó. X bằng 3 các em đem ráp vô đây thôi.
Đáp án 5. Chu vi tam giác bằng 1/13 chu vi tam giác B đồng dạng với tam giác A, vậy tỷ số đồng dạng là 11/13 đó. Thì hai cạnh tương ứng cũng là 11 phần với lại 13 phần. Như vậy là chênh nhau 2 phần. Mà 2 phần đó thì bằng 1. Như vậy là chênh nhau 2 phần. Chênh nhau 2 phần. Chênh nhau 2 phần mà chênh lệch là 1, vậy mỗi phần là 0,5, vậy B sẽ là 13 nhân 0,5 sẽ bằng 6,5. Rồi muốn cái này lớn nhất thì cái này phải nhỏ nhất. Một phương số muốn lớn nhất mà tử không đổi thì mẫu phải nhỏ nhất. Mẫu nhỏ nhất là bằng 15/4. Vậy các em lấy 12 chia ra 15/4 sẽ được 16/5. Hình như có gì không ổn. Mẫu bé nhất là 15/4. Các em cẩn thận. Ở đây cái mẫu bé nhất không phải là bằng 15/4. Bởi vì căn x cộng 1/2 tất cả bình nó không thể nào bằng 0 được. Mà nó thấp nhất là bằng 1/2. Căn x cộng 1/2 thấp nhất là bằng 1/2. Như vậy là cái mẫu thấp nhất là 1/4 cộng 15/4. Là 14 đó. Xin lỗi, là 16/4 là thành 4. Như là 3. Đây là 3. Rồi, chúng ta đã hoàn thành vòng thi số 13. Chào tạm biệt các em.